Xin chào các bạn nha. Nay mình giới thiệu với các bạn ấy là mình có một bầy chó 10 con nha các bạn nha. Trong cái bầy chó này ấy là được 7 con đực nha. 3 con cái. Cái bầy chó này của mình ấy là năm nay hôm nay nó là hơn 20 ngày rồi nha các bạn nha. Không có gì thay đổi ấy là 6 tuần nữa là mình rã cái bầy này nha các bạn nha. Mình bán như vậy ấy là cũng 4 triệu một con nha, được cái mình bán một giá, lúc mình đã bày ấy là nó nằm tầm 6 ký rưỡi cho đến 7 ký nha các bạn nha. Là mình có vô vắc xin đầu hàng nha các bạn, vắc xin Mỹ. Rồi bác bỏ qua bên kia. Rồi đưa qua bên kia. Mình ở Long Khánh, Đồng Nai nha các bạn. Mình ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Cái này nó đẻ con ấy sai quá nên nó cũng hơi hơi nhỏ. Nay bầy chó này là hơn 20 ngày đấy các bạn nha. Không có gì thay đổi là 6 tuần nữa là mình rã bầy nha các bạn nha. Bắt hết qua bên kia đi. Bắt hết qua bên kia. Bầy này 10 con nha các bạn nha, 7 con đực. Đây bầy chó này được 20 ngày đấy nha các bạn nha, hơn 20 ngày. Ai có nhu cầu đến lúc ai có nhu cầu mua thì alo cho mình này là mình quay trực tiếp cho coi nha các bạn nha. Chó này là chó nhà mình nhé các bạn. Dòng này là dòng mặt trơn nha các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn.